tối 11 tháng 10 điều đình với chúng tôi. Anh Vũ Ngọc Hoàng, 1992, Đông Anh, Hà Nội, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết cậu bé nhỏ 17 tuổi được anh cùng các bạn bè trong đơn vị cứu vớt sống đã cùng người bố đến trụ sở để nói lời cảm ơn. Hình ảnh các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa cứu vớt sống cậu bé nhỏ 17 tuổi bận rộn kẹt trong đám cháy. Theo chia sẻ của anh Hoàng, vào kinh khoảng 14 giờ cùng ngày, Nguyễn Viết Thành, 45 tuổi, chở đàn ông là em đến tận trụ sở để bày tỏ lòng cảm ơn các chiến sĩ của đơn vị đã cứu vớt sống con anh. Lúc ấy tầm 2 giờ chiều, anh Thành với em Giang đến tận trụ sở, gặp gỡ các chiến sĩ trong đơn vị để nói lời cảm ơn đã cứu vớt sống em Giang trong vụ cháy ở phố Núi Trúc hôm 10 tháng 9. Cuộc gặp gỡ kéo dài tầm 1 giờ đồng hồ, anh Thành với em Giang chắc không giấu nổi cảm xúc của mình nên cũng không nói được gì nhiều, chỉ nói được lời cảm ơn tới bạn bè trong đội. Trước lúc ra về, em Giang còn viết một tấm thư tay cảm ơn cả đội, anh Hoàng chia sẻ. Giang bế chiến sĩ Hoàng trong buổi cảm ơn. Bức thư tay của cậu bé nhỏ viết, thân gửi các chú trong đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa. Cháu là Nguyễn Hoàng Giang, người mà đã được các chú cứu vớt sống hôm 10 tháng 9 vừa qua. Thực sự nếu không có các chú thì cháu đã bỏ mạng. Thực sự cháu là đàn ông nên để biểu đạt hết cảm xúc cũng rất khó. Cháu mong các chú hiểu sự biết ơn chân thành của cháu. Cháu thực sự biết ơn các chú rất nhiều. Sau khi đọc được những dòng thư tay của Giang, anh Hoàng cũng bạn bè rất xúc động. Bức thư tay Giang gửi các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa. Tôi và các chiến sĩ trong đội không bao giờ nghĩ sẽ có hôm nay, chúng tôi rất bất ngờ và xúc động. Đây sẽ là động lực để chúng tôi khăng khít với công việc của mình. Hôm nay có hơi buồn một chút vì em Giang vẫn còn chưa hồi phục hẳn, đơn vị cũng chúc em nhanh khỏi bệnh, anh Hoàng xúc động nói. Trước đó, kinh khoảng 10 giờ 15 sáng 10 tháng 9, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một căn nhà 5 tầng trong ngõ 12 phố Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, khiến nhiều người dân kinh hoảng sợ. Ngọn lửa được cho là đã bùng phát từ cửa hàng bán quần áo nằm tại tầng 1 căn nhà 5 tầng nói trên. Do trong cửa hàng có chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa đã mau lẹ bốc lên hung tàn dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao phủ tòa thông thường cư bên cạnh cũng như toàn khu vực. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu vớt nạn đã mau lẹ có mặt tại hiện trường cùng nhiều xe cứu vớt hỏa được huy động. Tới kinh khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, ngọn lửa đã căn bản được khống chế, thiệt hại chưa thể thống kê. Đáng chú ý, vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, một thanh niên 17 tuổi bị bận rộn kẹt tại tầng 4 nhưng đã may mắn được lực lượng công dụng giải cứu rất kịp thời.